thì quốc con này. Trời ơi, có hai con xe ông ăn hết vậy ông nội? Ừ, đi dành cho người ta chứ chơi chơi kỵ chân gian rồi trời. Nói chung giờ tới lượt ông đấy ha. Hôm nay là cái chầu lớn đó nha, chầu lớn đó, một chầu cà phê ha. Đó, đi vậy đó. Ha, còn kiếm thêm bữa ăn sáng sao? Đi vậy đó. Là chết ta. Chết gì thì tôi suy nghĩ vậy chưa? Okay. Sau cơ hội rút về đó. À, tôi đi qua đây. Qua đó con cũng chết nữa đó. Cũng chết nữa đó. Bây giờ sao? Suy nghĩ đi. Trời ơi, mộng hù không à. Chơi mù hù. Hù gì? Chơi với ông nhất tôi nói thiệt, chơi với mấy cha kia tôi ăn không mà chơi với ông lúc nào ông thua là tại ông ngồi ông hù. Người ta đi cái ông hù người ta. Hù gì? Ông chơi cờ thì ông phải đủ bản lĩnh ông chơi. Tuy nhiên bản lĩnh gì? Thì tôi thấy vậy nè, hai người chơi mà gây lộn hoài à. Thấy cũng nhức đầu quá thiệt á, khách khứa người ta đi vô tao thấy vậy tao cũng ngại, tao không muốn vô luôn á. Cãi đi. Còn anh để ta đi. Cái ấm điện kìa, em ghim từ sáng giờ mà nó không có nóng cái kìa, điện hư rồi. Thôi rồi, lát anh sửa, anh chơi ván cờ này xong rồi anh sửa. Em nè. Gì? Bây giờ cái điện nó hư rồi. Nó hư vô đi. Bây giờ vậy nè, để nó đi. Trời ơi, cho chồng giải trí chút đi má ơi. Trời ơi, bà thiệt á. Khổ ghê vậy đó à. Giờ đi đi đó, rồi tới ông đó. Ủa sao kỳ ta? Có gì đâu kỳ. Hồi nãy là nó không phải như vậy. Nó y như vậy đó, ông lo ông gây lộn với vợ ông đâu chơi. Không. Tôi đánh trời tôi biết mà. Làm gì có cái gì là ăn gian. Bà ra nói cho mình mất tập trung đó. Không, im lặng. Kìa đó, bà để cái lên gì? Vậy là sai nước cờ đó là ấy rồi. Đó bóc vừa lùa hết luôn. Thấy không? Từ sáng tới bây giờ nó không có nóng. Khách cứ vô không có gì để mà chăm mà bán cà phê. Trời đất ơi, chị để đó đi, chị để đó hồi ông vô ông làm cho chị chứ chị làm gì tới ghê vậy bà Lan. Tôi đem ra tới đây rồi để ông làm đi. Ủa bà chuyện gia đình tôi mà. Bà không? Ủa chuyện gia đình tôi mà đâu có liên quan tới anh, đúng không? Nhưng mà liên quan ta đang chơi đánh cờ. Chồng tôi không nói thôi, anh nói làm gì? Trời cái độ, tôi phải nói chứ. Để bắt tôi chung sao? Bây giờ vậy nè. Muốn ta sửa điện đúng không? Lấy dụng cụ đồ điện đồ ra đây cho người ta mới có ta sửa chứ. Vợ, trời vợ ông, cái này tôi thấy sao đâu, bà Lan này cái gì, thấy lạ luôn không? Đó, bây giờ cờ đi, sắp lại. Ông sắp lại được, tôi kêu ông bằng ba luôn á, chứ không phải bạn. Nó hư hoài nè, lúc nào cũng sẵn rồi, nó sẽ nè đó, rồi bà dở cái này lên. Bà dở cái này lên nè, dưới này nó có cái dây điện nè, đó, dở lên là sửa luôn đi. Nè, cái này là cái thử điện. Bây giờ ông làm ơn, ông về nhà giùm tôi cái đường, ông hay theo. Ông đi về đi, để cho gia đình tôi lo cái chuyện buôn bán rồi đi, ông đi về đi. Bây giờ sao? Ghét nhất qua đây, tôi nói thiệt, tôi ghét nhất qua đây bây giờ nè. Vợ ông đuổi chứ không phải là tôi muốn đi về ha. Cái này là vợ ông tàn phá cái ván cờ này. Cho nên cái ván cờ này ông phải chịu trách nhiệm. Coi như là ông thua tôi rồi đó nha. Thì trách nhiệm là chịu gì? Một cái chầu nhậu ha. Bao nhiêu người cái chịu gì? Thiếu chầu nhậu, chiều tôi qua tôi tính với ông ha. Còn lâu à? Mệt mỏi vợ, mệt mỏi chắc. Mệt mỏi gì? Đó coi, muốn cái là được, kêu người ta mà muốn là được. Ủa nhưng mà chồng tôi không nói sao, ông thiếu đừng nói hoài à. Trời ơi, thiếu tôi chầu nhậu đó nghe, cha kiểu. Thiếu gì không có thiếu gì chứ. Chiều tôi qua đâu? Mệt ghê. Trời đất ơi, vợ con gì mà muốn giống như là vua muốn gì đó, còn hơn cái gì cũng từ từ. Ủa vậy bây giờ được không? Chứ không phải vua mà là hoàng hậu được không? Dạ thưa hoàng hậu, nô tì đi sửa điện đây. Trời, chú hai. Làm gì vậy? Hả? Làm gì đứng nhìn chằm chằm vô quán người ta vậy? Trời ơi, hết quen không? Chú hai. Hả? Trời ơi. Làm chuyện mờ ám phải không? Chú hai. Gian quá gian à. Trời ơi, chú hai không nhớ con hả? Chú, ngồi xuống. Con nói cho chú nghe. Con ngồi, muốn nói thì nói đi. Trời ơi, chú hai. Ba của con là chú Tâm Mập Mập mà có một đời vợ, bốn đứa con rồi sáu đứa cháu luôn rồi đó chú. Rồi sao? Tự nhiên khoe dòng họ nhà mày chứ vậy trời? Trời đất ơi chú, mà con nói chú nghe, sao mà ba con học chung tiểu học với chú, đã có một đời vợ rồi ha, bốn đứa con sáu đứa cháu mà sao chú vẫn ế vậy? Sao kỳ vậy chú? Trời ơi, già lắm rồi đó chú, mà sao không ai tới rước chú đi hết trơn trời vậy? Ê, dạ? Mày có đi học không? Dạ có. Có đi học hả? Dạ. Sao mở miệng ra giống như không có học vậy con? Hả? Ăn nói vô duyên vậy trời? Không phải, yêu của con là con thấy nè, chú cũng đẹp trai rồi cũng cao nhưng mà sao chú mày dạng quá mày dạng miệng quá mày dám nói tao cao là mày dạng miệng nhất thế giới. Trời ơi tại con thấy chú cũng được mà sao không ai chăm sóc chú trơn trọi vậy, sao không ai rước vậy chú? Trời ơi coi chừng là sau này chết không có ai lo nha. Trời ơi
Trời ơi, con quỷ kia nhà mày ở đâu vậy? Mày chỉ nhà tao đi, tao tiến thẳng tới gia đình nhà mày á, tao cào nát mặt nguyên dòng họ nhà mày luôn, biết vậy con. Trời ơi. Trời ơi, không phải vậy, chú hiểu lầm con rồi. Tại vì giờ nè, con nói chú nghe luôn. Tại vì mẹ con chết lâu rồi. Cho nên là ba con muốn lấy thêm đời vợ nữa. Cho nên con đâu biết là cho hay là không cho đâu. Qua đây liền. Con coi cô Lan sao, con rút kinh nghiệm liền. Để coi là có ba con á, con nên lấy hai đời vợ hay không. Vậy thì nãy giờ vô nói cái phần đó đi. Mày đừng có đem cái phần mà đại hội vạch mặt ra mà mày nói tao. Hiểu không? Dạ. Cứ đem cái tiểu sử đau thương của tao ra mà dìm hàng hoài à. Ngồi đây. Dạ. Con muốn nghiên cứu, coi dạ. Ba con lấy đi bước nữa được không gì? Dạ đúng rồi. Chú khuyên con về nói với ba con đừng có đi thêm bước nữa. Sao kỳ vậy chú? Trời đất ơi, đi thêm bước nữa nha, gặp cái bà vợ mà như bà Lan là trào đờm. Biết trào đờm không? Dạ. Là học máu á, hiểu không? Đó, để chú nói cho con nghe nha. Cái ông Kiệt này nè, từ ngày lấy bà Lan khổ lắm. Trời ơi. Coi như là bả sai, như là ô xin vậy đó. Bữa hôm trước nè, đang ngồi đánh cờ ngon lành với chú, cái bả ra bả sai, ổng vô chùi toilet. Trời đất ơi. Cái ông đó để chút ổng làm, nó không làm liền. Sai cái gì là phải làm liền ha. Cái ổng không chịu, cái bả hất cái bàn cờ. Ổng vừa đứng dậy, ổng vừa khóc, vừa cầm cái cây chùi toilet đó, đi thẳng lên chùi cái toilet. Chùi toilet xong, bắt chùi toilet cho con bả. Trời. Xong rồi bắt chùi toilet ở trong cái quán cà phê. Vừa khóc vừa làm đó, tuổi thân đó. Cái gì? Gì cho nên là về nói với ba con đừng dạ. Bao giờ đi một bước nữa. Bà. Tôi hỏi ông nè, tôi bắt chồng tôi chùi toilet hồi nào hả? Bà chồng bà đang ngồi đánh cờ đúng không? Rồi bà kêu chồng bà sửa điện. Là tại vì có cái mặt tôi đó cho nên bà giả bộ bà kêu sửa điện. Nhưng thật ra ai biết là bà bắt chồng bà đi chùi toilet. Ủa, nhưng mà giờ cho dù chồng tôi có chùi toilet hay là sửa điện hay là sửa nước, liên quan gì tới ông? Bây giờ tôi hỏi ông nè, liên quan gì tới ông? Đó, thấy chưa, thằng đấy rõ ràng chưa là bà khai ra rồi đó không? Không, bây giờ nè, cô hỏi con nè. Nước nè, chùi toilet nè, bà khai ra hết rồi. Liên quan gì tới ông? Không phải. Đó là một người đàn ông gương mẫu. Đó là một người trụ cột gia đình. Đàn ông người ta phải như vậy. Còn đàn ông nè, nhiều chuyện nè, tọc mạch nè ha, xấu tính, xấu nết, xấu người, xấu từ trong, xấu ngược trào ra tới ngoài. Hèn chi, con biết rồi. Ba con học chung với chú hai đã lâu lắm rồi mà ba con hả, có gần có hai đời vợ, bốn đứa con, sáu đứa cháu. Mà bây giờ chú hai vẫn như vậy, chắc là do cái tính nhiều chuyện nè. Trời đất ơi, con quỷ ơi, mày sang dép lào. Con về đi chú. Tôi xử bà sao, mày đứng lại đó, con quỷ vô duyên. Alo. Ừ, chú Kiệt nghe đây. Ủa sao? 10 ly cà phê đá, 15 ly cà phê sữa đá. Được rồi. 10 phút là chú giao liền ha. Chờ chú xíu nha. Bây giờ chú đang pha nè. Rồi. Chờ chú nha. Ông xã. Cái gì em? Vô sửa giùm em cái giờ nước lẹ. Thôi, bây giờ anh mới vừa nhận hàng này, người ta order là 25 ly cà phê. Nước chảy xối xả rồi, bây giờ mở ra mà đóng vô nó không có chịu ngưng. Em vô á, em lấy cái xô to đó, em hứng đỡ đi, anh 10 phút anh lên. Trời, nó chạy tới cái mức độ mà bây giờ mình cứ gom hết chậu thô xô nhà mình á là nó cũng sẽ tràn hết ra khu phố này, không có được. Vợ yêu, 25 ly cà phê là lời tới mấy chục ngàn nữa đó. Không, kệ nó đi, nghĩa là bây giờ nếu mà cái nước á mà nó tràn ra đây một cái là nguyên quán cà phê Lan này khửi hết lên, xong rồi xây lại. Trong khi á, bao nhiêu ly lời không có nhiêu đâu cung. Vậy à, có nghĩa là bung lên hết là mất mấy chục triệu đúng không? Mấy chục triệu, khửi hết. Rồi. Cái này nó là level. Rồi, để anh đi sửa liền. Đẳng cấp của là cái giống gì thôi. Rồi. Chú Kiệt. Khách vô con. Gì con? Gần xong rồi nè. Ôi, sao con kêu chú vào mà con chờ nửa tiếng con không thấy chú vậy? Chú quên. Lỗi là tại cô, con biết sao? Tại vì chú đang pha xong tự nhiên cái nước nhà cô nó tràn bờ đê, cái là cô mới hốt chú lên để mà sửa lại nước. Con chờ chút xíu nha con. Thôi khỏi luôn đi. Con giận chú rồi. Chú nghĩ sao vậy? Lần trước con kêu chú giao 50-60 ly, cái chú giao liền. Bây giờ con kêu chú giao 25 ly, cái chú kê ít, chú không giao đúng không? Không phải. Đó có chú Teo làm chứng kìa, cô chú làm ăn đàng hoàng lắm. Tại bà thôi, thấy không? Cũng bà không à. Bà sai mình. Chồng bà ha, bà sai cái gì bà bắt người ta phải làm liền. Trời đất ơi, ba đầu sáu tay hay sao làm liền? Cái gì cũng
phải từ từ hết trơn trời chứ ha. Bà là bà sống ở trong cái thời 2016 mà bà cứ tưởng là trong thời phong thần quá phép được hay sao không? Đây nè, đó nhìn đi, chồng bà nè lây quay làm này không kịp mà sai làm khác mà phải làm liền, ở đâu ra làm liền đúng không? Tôi nói anh nghe, trời ơi sao anh là bạn bè thân thiết với tôi biết bao nhiêu lâu rồi, anh vô anh phải nói vô chứ anh nói ra vô vậy? Khách của tôi người ta đi hết đang nói vô nè đó, mà coi chồng bà kìa đó đó thấy không, làm quần quật ha. Nó nghe bây giờ đây là không kịp phải không, mà đừng uống quán cà phê bà Lan này nữa, mà ra cái đầu hẻm là quán cà phê ông Điệp. Ông Điệp cũng mới tốt nghiệp về mở cái quán cà phê, trời đất ơi đã lắm, nhanh lắm, đi ra ngoài đó đi đi. Ông ngộ quá à, Điệp Điệp gì đây, ông phải nói cho khách người ta ở lại người ta mua chứ tự nhiên ông nói ra không vậy? Trời, tôi nói vậy là tôi đang cứu chồng bà đó bà ơi, bà sai chồng bà quá, giờ ông sắp bị loạn não rồi, tôi nói thiệt với bà. Ông đánh cờ cũng không xong với bà, ông bán cà phê cũng không yên với bà. Bà sai là bà bắt ông phải làm liền. Trời ơi, bộ ông là người máy hay sao bấm cái nút cái làm liền. Anh Hai Teo, anh nhiều chuyện quá, anh bớt là được không hả? Anh làm ha, cho mọi chuyện nó rối lên đó. Đó, bà thấy rõ ràng, bà thấy rõ ràng là tôi đang binh ổng mà ổng quay qua ổng cắn tôi đó, bà thấy rõ ràng chưa? Cưng, thấy chưa? Chuyện này anh Hai Teo nói đúng mà, anh khuyên em mà, đúng rồi em bậy với cưng. Thôi, bây giờ chú có làm liền cho con 25 ly không? Chờ chút mày. Mệt. Chờ chút đi, cái gì mà làm liền? Tao mới phà bên này cái vụ mà phong thần rồi bây giờ mày sống ở trong thời Tây Du Ký hay sao? Có phép hay sao mà làm cái ầm cái có 25 ly cà phê cho mày? Mày điên quá mày ơi, bộ ý mày ý trời hả? Hả? Trời ơi, nhờ ông nhắc cho cô mới nhớ, khách hàng là thượng đế, con chờ chút xíu cô làm liền 30 giây. Trời đất ơi, con tin nổi không hả? Bà nói bà làm 25 ly trong vòng 30 giây, tính đi, 1 ly á ba là ít nhất là 1 phút nè, 25 ly là 25 phút, ở đâu ra 30 giây. Xong. Vợ yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất, vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều, lục lọi tình